Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB các bác nhé. Thì trong video ngày hôm nay bên shop em tiếp tục lên giới thiệu cho các bác và anh em một số cái phụ kiện để anh em thay sửa bơm tay, giá cực kỳ là rẻ và hợp lý các bác nhé. Đấy, các bác nào mà bơm đang bị hỏng nhé thì các bác cố gắng theo dõi hết video giúp em nhé, để em báo giá một số cái mẫu phụ kiện để anh em mua về anh em có thể tự sửa bơm của mình nhé, từ bơm hỏng, bơm không có hơi, bơm bị xì xòa là anh em có thể dùng được với một mức giá vô cùng hợp lý nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác và anh em túi Johnson nhé. Đấy, đây là một túi Johnson bơm các bác nhé, túi Johnson bơm để anh em có thể thay sửa tất cả các bộ phận trong bơm, mỗi bộ phận anh em thay sửa được 2 lần các bác nhé. Đây, một túi Johnson như này thì đang được bên em bán giá bao nhiêu ạ? Một túi Johnson này là 80.000 các bác nhé, 80.000 một túi Johnson này các bác nhé. Đấy, một mức giá vô cùng là hợp lý nhé, mỗi bộ phận anh em thay sửa được 2 lần. Tiếp theo thì lên cho bác cái tia bơm này. Đấy, cái tia bơm này thì bên em đang bán đồng giá 80.000 một cái các bác nhé. Đấy, 80.000 một cái tia bơm các bác nhé. Đấy, tia bơm là tia bơm bằng đồng, hàng xịn sò, hàng chuẩn loại 1 công ty các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, con tia bơm quá chất lượng đúng không? Đó, một cái tia bơm như này giá công khai cho anh em là 80.000 các bác nhé. Đấy, anh em nào lấy combo một tia bơm này, một túi răng sim thì em khuyến mãi tặng anh em một nọ dầu nhé. Giá là 160.000 bao ship một combo như này các bác nhé. Đấy, còn anh em mua lẻ thì là tia bơm là 80, túi Johnson là 80, ngõ dầu 50, anh em mua combo 3 món này là 160.000 bao ship tại nhà các bác nhé. Đến nơi các bác và anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, được chưa? Đấy, các bác chỉ cần một combo 160.000 như này là anh em có bơm mới để dùng nhé. Anh em đang từ một bơm cũ, anh em về anh em sửa thành bơm mới để dùng luôn nhé. Vì cái bơm nó chả hỏng cái gì cả. Nó chỉ có thứ nhất là anh em kiểm tra ti ở trong này, nó có nò xo, một là nó hay bị gãy nò xo hoặc nó mòn cái sim ti ở đây, hai là mấy cái dòng sim ở trong bơm, mấy dòng sim cao su này nó mòn, nó rách, nó hỏng, nó xì hơi, nó không ra hơi các bác nhé. Đấy, một bộ combo như này, một ti, một dòng sim, một nọ dầu, giá khuyến mại cho anh em là 160.000 nhé. Còn đây là ốc xả bơm nhé, rất chi là nhiều anh em đi chơi khi mình bơm, các bác bạn vào bơm xong các bác xoáy ra và anh em quên không siết vào trong quá trình mình di chuyển nó bị rơi nhé, thì bên em cũng có cái ốc xả bơm để cho anh em nhé. Đây, một ốc xả bơm như này giá cũng đồng giá 80.000 một cái ốc xả bơm các bác nhé. Đấy, một mức giá vô cùng là hạt rẻ và hợp lý cho anh em nhé. Đấy, ốc xả bơm 80.000 hôm nay đồng giá cho anh em 80.000 hết nhé. Đấy, còn các bác và anh em nào bơm cái dây bơm này nó bị nổ, nó bị rách, nó bị hỏng thì anh em có thể mua dây bơm mới nhé. Đây, một cái dây bơm mới như này là 80.000 nhé. Đấy, thì cái dây bơm nó chỉ hay bị nổ, nó rách ở phần dây này thôi. Còn tinh những cái đầu nọc ẩm này thì về anh em xoáy vào đây là anh em lại dùng bình thường nhé. Anh em xoáy vào đây, đấy, anh em xoáy như này về anh em dùng bình thường. Thì một cái dây bơm như này bên em đang bán công khai cho anh em là 80.000 một dây nhé. Còn anh em nào muốn lấy dây lọc ẩm to như này nhé, cả lọc ẩm cả dây như này giá công khai cho anh em là 250.000 bao ship nhé. Anh em nào muốn mua một được giá tốt hơn thì cũng gọi đến hai đầu số của shop để thương lượng thêm các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em lên cho bác một siêu phẩm của ngày hôm nay nhé. Đây, một cái bơm của các bác thì trái tim của nó nằm ở đây các bác nhé. Đây là một cái thân bơm nhé, cái bộ phận mà nó sinh ra hơi, nó tạo ra hơi thì nó ở trong cái thân bơm này, bao gồm ti và dòng sim, xếp măng phớt các thứ nhé. Anh em nào mà bơm hỏng rồi mình còn đồng hồ này, còn dây bơm này, còn đế bơm này, vẫn ok ngon lành cành đào thì anh em có thể mua cái thân bơm như này về anh em thay sửa nhé. Một thân bơm như này bên em đang bán giá công khai là 400.000 các bác nhé, 400.000 một con thân bơm như này, giá cực kỳ là hợp lý nhé. Thân bơm này là thân bơm mới, chưa một lần bóc tem, chưa một lần bật nắp các bác nhìn này, tất cả các bạc vẫn còn bóng tấn, chưa sử dụng, chưa có dấu hiệu mài mòn các bác nhé, chưa xuống cấp theo thời gian đâu. Đây, cái thân bơm này là thân bơm mới, các bác có thể nắp được cho tất cả các dòng bơm, bơm FB, bơm ARH, bơm HIV, bơm VIP, bơm Honda, bơm nào các bác cũng có thể nắp được nhé. Đây là một con thân bơm đa năng đó, giá công khai cho các bác nhé, 400.000 bao ship tại nhà cho các bác. Hôm nay em nhập số lượng rất chi là nhiều thân bơm về để phục vụ cho anh em nhé. Đấy, em xin báo giá lại tất cả các phụ kiện các bác nhé. Đấy, một túi trong sim này là 80.000 này, một cái ti này là 80.000 này, bao ship là khuyến mại tặng cho anh em một nọ dầu này, còn nọ dầu này anh em nào mua nhỉ giá là 50.000 các bác nhé. Đấy, cái ốc xả hơi này cũng 80.000 các bác nhé. Đấy, dây bơm không có nọc ẩm là 80.000,
dây bơm lọc ẩm to là 250, thân bơm là 400.000 bao ship các bác nhé. Đấy, thì các bác đang theo dõi video, các bác muốn mua sản phẩm nào vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Bên em ship code COD đồng kiểm đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì bên em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay ạ.